Hello anh em, chào mừng anh em đến với lại kênh Winner 92. Bữa nay anh em đang gặp tình trạng vấn đề đó là át thẻ bị thanh toán bất thường cũng như là át thẻ bị hold. Thì hôm nay Winner 92 sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách đó là át thẻ hold ở thời điểm hiện tại team Winner 92 đang sử dụng và át cho những con tài khoản 58 hoàn toàn bình thường anh em nhé. Những con tài khoản mà 58 team Winner 92 đang cung cấp đó là những con thuộc quốc gia Phi và tiền limit ngày sẽ là 5.8 triệu một ngày. Rồi và tiền Thái nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là các bước để có thể là át thẻ một cách an toàn và đảm bảo không hold và không dai và 92 cho anh em. Rồi, việc đầu tiên là anh em cần có cho mình một con BM là chỉ làm bên mình hiện tại bây giờ hầu như át thẻ thông qua trung gian. Lưu ý nha, át thẻ thông qua trung gian. Rồi, và việc thứ hai là anh em hãy thêm cái phương thức thanh toán. Có nghĩa là anh em sẽ thêm cái thẻ này của anh em này, thẻ ACB này, này. Anh em thêm vào bên trong cái cài đặt phương thức thanh toán của game để nó nhận diện thẻ. Rồi, tiếp theo sau đó anh em hãy thêm cái tài khoản quảng cáo limit 58 đó vào dòng 2 của game. Tức là sao? Ở đây mình sẽ tắt cái này đi. Rồi ở đây là mình sẽ qua con tài khoản 58 này. Rồi sau đó mình mở con tài khoản Facebook xuyệt VA. Mình sẽ vào bên trong cái cài đặt thanh toán của hãng để mình lấy cái ID của hãng. Rồi anh em lưu ý cho mình khi mà nó hiển thị thông báo như thế này anh em đừng có kích vào. Anh em cứ tắt đi cho mình. Rồi sau đó anh em đến cái phần cài đặt tài khoản. Con này là con 58 nhé. Và bây giờ mình sẽ thêm cái check by Smith vào để cho anh em xem. Anh em thấy giúp cho mình đây là con 58 anh em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là thêm cái con tài khoản quảng cáo, thêm cái tài khoản quảng cáo này vào bên trong game. Đầu tiên thì mình sẽ copy cái ID của hắn là 6/ATC bằng hoặc cái ID nó đây anh em nhé. Đây này, 13 đây này. Rồi mình sẽ copy cái ID nó lại. Sau đó mình tiến hành qua con game. Rồi mình thêm vào dòng 2 anh em ha, kích vào cái chỗ mà tài khoản quảng cáo này. Kích vào nút thêm này, chọn dòng 2 này để yêu cầu ấy. Rồi sau đó dán cái ID đó ra. Anh em chọn full chức cho mình. Sau đó anh em cho xác nhận. Rồi bây giờ nó đã gửi một cái yêu cầu. Bây giờ mình sẽ tiến hành là qua con tài khoản đó này. Đấy, mình sẽ qua con tài khoản này mình F5 lại. Rồi bây giờ nó đã hiển thị ra yêu cầu, anh em chọn vào yêu cầu. Rồi tại đây anh em chuột phải nha, anh em lưu ý chọn chuột phải, mở tab mới cho mình. Sau đó anh em chờ từ khoảng 5 cho tới 10 giây hoặc 15-20 giây tùy. Thì hiện là cho cái tab này cho nó load hết hoàn toàn. Rồi thì chỉ cần ở đây anh em chỉ cần F5 lại cho mình, tại đây F5 nha. Thì nó sẽ xác nhận cái lời yêu cầu truy cập vào tài khoản ha. Một số anh em xác nhận đoạn này nó bị lỗi thì anh em làm như thế này cho mình luôn. Rồi sau khi mà đã thêm như này xong thì coi như nhiệm vụ con này chấm dứt, mình không liên quan gì tới hắn nữa. Rồi qua đây, tại đây nhá, mình sẽ add 5 đoạn này lại. Rồi nó ra đây rồi nha. Mình sẽ đặt cái tên cho hắn. Đầu tiên mình sẽ thêm người, mình sẽ thêm công ty định danh bên mình nhé. Rồi mình cho nó làm quản trị viên cái đã. Tiếp theo đó mình sẽ đổi cái tên lại cho anh em dễ hình dung. Rồi 5M8. Rồi sau đó mình lưu thay đổi. Rồi tại đây anh em lưu ý các bước thực hiện sau. Đầu tiên anh em kích vào nút 3 chấm, anh em chọn chỉnh sửa, anh em kích vào nút là chỉnh sửa trong trình quản lý quảng cáo, nó sẽ mở một cái tab mới cho anh em. Rồi tại đây nó sẽ ra cái phần cài đặt của con tài khoản đó này, đúng ID nhé anh em, 13701 ha. Rồi tại đây anh em kích vào là nhận hỗ trợ thanh toán cho tài khoản quảng cáo, nó nằm ở dưới này nè, em chọn cho mình. Rồi sau đó anh em kích vào là phương thức thanh toán. Rồi ở đây anh em chọn giúp cho mình là tôi cần bổ sung phương thức thanh toán. Ở đây anh em kích vào là thêm phương thức thanh toán. Rồi tiếp tục cho mình nha. Đây là con tài khoản trắng 58 mình add hoàn toàn mới luôn anh em nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ đặt tên là Đặng Thị Bảo Hạc, tại vì khi mà mình đã add thẻ lịch sử thông qua BM như thế này nó sẽ nhận thông tin trực diện luôn, số thẻ luôn này. Rồi và đây sẽ là ngày tháng thẻ này. Rồi mã số thẻ là có 3 số đuôi anh em. Rồi sau đó mình sẽ lưu add trực diện tại đây luôn anh em nhé. Rồi đây là thẻ ACB. Bây giờ nó đã vào thẻ rồi này. Hiện tại là app thẻ tài khoản không hâu, không bị 792 hoàn toàn bình thường như thế này á. Rồi xong. Chỉ cần F5 đoạn này là giúp cho team 792. Bây giờ nó đã vào trong tài khoản rồi. Và anh em lưu ý ở thời điểm bây giờ á, để lên cam cho nó hạn chế bị tình trạng bất thường á, có nghĩa là bị ở đây là nguyên nhân tại sao nó bất thường. Bất thường tại vì là cái quốc gia của con tài khoản này là Philippines. Thì nó biết là anh em đang lách thuế đúng không? Anh em không muốn nộp 5% thuế gì nữa. Thì anh em để quốc gia là Philippines. Vậy thì đối với những con tài khoản này lúc mà lên cam, lúc anh em lên cam á, mình sẽ vào phần BE lại đi. BE và mình chọn con tài khoản đó nha. Rồi mình mở tab mới để nó đỡ rắc rối. Thật sự thì mình cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ anh em rồi. Cho nên những cái gì mà mình nói thì anh em chú ý làm theo giúp cho mình với ạ. Bởi vì mấy nay mình bị stress. Stress là chỗ là gặp những anh em trong team mà đã biết tới Winner 92 thì không nói. Có một số anh em ở đâu ấp ơ tới. Rồi tại đây nha, mình sẽ chọn một cái tài khoản bạc Thái nãy mới thêm nè. Đấy, con bạc Thái mới thêm hồi nãy nhé.
Đại con 137. Đúng nha anh em, 137 nha, đúng con đại bọn đó nha. Rồi, ở đây anh em chọn. Khi mà anh em lên cam làm cho nó đỡ bị bất thường thôi. Rồi anh em chọn lượt tương tác giúp cho mình tiếp tục mình làm nhanh đi nha anh em ơi. Rồi, anh em tự chỗ phần nhóm này. Có lúc mà cài đặt địa chỉ ấy, thì anh em lưu ý giúp cho mình ấy, anh em chọn địa chỉ thì mình sẽ tắt cái này đi ha. Mình hướng dẫn anh em này. Anh em đi tới Philippines giúp cho mình. Rồi. Ở đây ở trên Philippines nó có rất nhiều hòn đảo thì anh em chỉ cần chọn cho mình một cái đảo nào đó của Philippines. Đấy, cái đảo mà không có người anh em, cái đảo. Đấy, cái đảo mini như này nè, đâu có ai ở đây đâu. Anh em thả cái game cho mình ở đây. Đấy, anh em thả game như thế này, sau đó anh em đưa nó về Philippines cho mình. Thì một. Rồi, sau đó anh em tiến hành là lên cam, ví dụ như mình đang ở Đà Nẵng. Đấy thì mình cứ chọn Đà Nẵng Việt Nam chọn. Đấy, có nghĩa là mình sẽ ghim thêm một cái địa chỉ của Philippines để cho nó mình tưởng tượng là cái tài khoản này vẫn chạy trên Philippines. Mọi người hình dung không? Có cách lách luật ha. Luật được tạo ra bởi những người thông minh và những người có suy trí tuệ thì người ta lách được luật. Anh em đơn giản vậy ha. Thì đối với những anh em xây dạng thì anh em nắm hết mấy cái thứ này rồi. Nên nó nói dễ hình dung. Rồi. Và đây sẽ là dạng tài khoản chưa ách thẻ thì tài khoản trắng ấy, chưa ách thẻ 58. Còn đối với tài khoản đã ách thẻ rồi thì anh em chỉ cần nhét vào trong game anh em làm tương tự như vậy, auto nhận luôn mà. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem qua video. Video này giọng nói nó hơi bị gắt, mong anh em thông cảm. Mình sẽ trách nặng với mấy hình đệ đó luôn á, mấy hình đệ thông cảm giúp cho mình với nhá. Rồi, nếu như hình đệ thấy video này hay cho Vì Là Chí Hai một like, một subscribe kênh. Ngoài ra có thể chia sẻ video này cho những anh em khác nếu như anh em đang cần sự hỗ trợ. Và túc của Vì Là Chí Hai chia sẻ ra thì anh em đừng có phá nha. Phá nát túc thì nhát chia sẻ lắm á. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp anh em trong những nội dung hay hơn trên kênh Vì Là Chí Hai. Bye bye.